lòng anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel CZ. Chế độ 4 đồ à? Cũng được, let's go. See what we can do. Hôm nay đánh khá là rớt anh em ơi. Một ngày rớt. Gái A lại còn chế độ 4 đồ nữa thì hiểu anh mày đánh gì rồi đó. Hiểu đánh gì luôn rồi đó. Đã khai A lại còn 4 đồ. Nguyên tố tăng máu không? Cho này đi. Gái A 4 đồ. Đấm luôn bùa sáng mai cũng chết được anh em ơi. Má đấm luôn kia không đấm luôn bùa. Má còn rap. Phải cả nhái. Con chó nó đấm hết tất cả mọi người khác ngoại trừ con luôn bùa của mình anh em ơi. Ghét ghê. Hay ho ghê ha. Này đi. Tao rap nhá, cái bà cái con lung bùa đi. Bực thật, mình định để cái này để nó tanh một đống đam. Cùng rap nó chỉ đấm con yếu máu ạ. Cay thật. What is my target? Hold love and hold me fast. This magic spell you cast. Master of the secret martial arts. Mà đau phết đấy chứ, mình đùa. 5.000 đam. Hai con thú Vera này, tí nữa anh em ơi, mình thích con Vera này lắm. Vera này, gọi Gaia này sẽ carry mình điên luôn ấy. Tí nữa 4 thú cho nó vào. Để thứ để Van Heo gánh thôi. Van Heo đấu game cũng khỏe. Kể cả trong rank lẫn trong cờ. Liệu có cái chuyện đấy sẽ liệu có chuyện đấy xảy ra thật rồi. Săn quỷ nữa nhá. Thời này nữa nhá. Cười đó anh em ơi. Đánh đồ. Có cái A mà có cái A nên mình phải đánh thú. Chứ có cái A mà đánh thêm thợ săn quỷ nó sẽ bị buồn cười, bị trùng tín hiệu. Bị trùng tín hiệu. Chuyện đấy xảy ra lắm. Shall I compare thee to a summer's day?
Nó ma này cũng khá tươi này. Vô hai à, con kia hai khỏe thế. Đấm nhất phát này. Không chết. Đấm. May à bưởi. May à bưởi. Đấm nhất phát nữa. Không chết. Ây da, sống dai ghê ha. Dở rồi, sống dai thì dở rồi. Bứt luôn anh bạn. Chưa có gì ghép với thánh đồ để mình cho con kia vào. Rồi thế này đó. Đấm. Piu, không chết. Đen chút thôi. Nhóm còn nhiều không sao, đời còn dài em ơi. Nó hỏi này mà quái điếu thật đấy, con này trông thế nó lại khỏe nhỉ, đầu game nó hên hên lại điên thế rồi. Tối đa 6 lần 2400 đam ấy cũng nhiều chứ. Không còn rap này tành sáng mai anh em ơi. Đấm hồi đấm mất bao nhiêu máu hồi bấy nhiêu máu anh em. Rap tầm sáng mai. Già này. Ba con thú à, thiếu một con thú. Sắp đến giai đoạn tươi đẹp của cuộc đời rồi anh em ơi, giai đoạn tươi đẹp của cuộc đời sắp đến rồi. Phát tơ mì một phát này ngon. Hôm sau 6 Noman mà, con do này thì cũng khóc thôi. Đứng 6 Noman thì bỏng nó man giờ có hơi sớm nhỉ, có yon mình đang yon 1 chưa tí lắm, chờ yon 2 đi. Ông là con yon 2 rồi, vô được yon 2 thì cho vào hoặc Vera 2 thì sao đấy, bây giờ để nó man tiếp đi. Rồi nó cho floor này. Trời ơi. Đồ này đánh Senel được ấy nhỉ. Senel thứ 2 đánh gặp hạ ám ấy. Senel, Senel gì cũng đi thôi. Hero. Hai này đồ ngon.
Bổ nô man đi hơi tiếc nhỉ. Đánh bỏ ra này đúng không? Không ai có thương rồi. Ít nhỉ. Did you know that there are 444 ways to skin a man? I will see my... Humans are so soft and squishy, like bugs. I will... Hereafter, your heart only beats for me. Nó cho Malok kia vào cái lò anh em mới ngắn bỏ Malok đi không nhỉ? Malok thành con thú rồi. Nhưng hai con Noma này đang khá là ngon. Tanh được khá nhiều đam bởi vì khá nhiều cung thủ ở đây. Ba Noma cũng khá là tím, mình không muốn bỏ. Những Noma đánh tiếp. Malok 2 thì ngược lại khá tím nhá. Bán thần mình cũng không lấy con bán thần kia. Nó khai cho mày chờ một chút. Shall I compare thee to a summer's day? Nho này mình nghĩ không chết được đâu nhỉ. Có gì giết nó? Nó cót à? Cót không giết được. Mà lóc nhảy giữa đi. Tanh khá tốt này. Ai 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 con quét rồi, con do này lên 2 phát mình ngắm cho thú vào. Con 1 cho thú hơi phèn. Kiểu bị mỏng hơn hẳn ý. Đây do. Càng ngày càng ít do mới đau chứ. Đây bạn này có chơi do đâu, bạn này chơi do đâu. Bỏ do đi. Trời ơi, đấy chơi do rồi, chết thôi. Kiểu nhà do quá. Nhà đánh Yon làm quái gì, đánh cái gì này, voi thú Yon. Sắp cũng khổ à, thôi xong rồi, khổ mình rồi. Quá là khổ, rồi xong nó cập lặng luôn. Ngắt chuỗi thua, à nó ngắt chuỗi thắng của mình rồi. Quá khổ. Rôn lấy teo 2 bây giờ cũng khó cơ. Nhìn cái chơi này. Lên luôn.
chơi lên luôn. Check thương nữa nhá. Check thương nữa, phần check nốt mình là thương xong. Phần lo. Mà lóc bị đứng lên trên được, không có vấn đề gì. Mà lóc tành ở góc của con do. Có thương này. Để thương cái floor đi. Mà lóc đứng lại. Con từ từ anh em, đừng vội em. Do là 5 con kiếm cũng khó. Chết hết bọn thú đi. Run away, die, die, die. Chili bang 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 bang. Mà lóc đứng đây đấy. Khá nhiều na có các thứ nhỉ. Chơi được cánh này à. Mày nhìn trông nó hơi lỏ, hơi tủ anh em ơi. Không gì vào đây phát à. Lỏ lỏ nó phết lắm. Đến con Nacod, à đâu, vẫn đến với Yon mình. Nhưng mà... cho Yon tí giáp giáp thôi. Mà lúc này vẫn gánh được nhưng mà... hơi lỏ. Yon ba đồ đi, nhưng mà Yon này không có Yon 1 trong 1. Một trong yếu nhỉ. Đấy trận này không đánh Yon này em ơi, dạo này em đánh Yon hot pick quá. Không ra thẻ rồi. Kết. Mà lúc gánh đi, mà lúc vẫn gánh được. Có mana thôi nhưng mà cát chín đi tìm con cát vậy. Chắc không đánh Yon anh em ấy. Không đánh Yon được. Hết Yon. Không tranh Yon được. Mà tranh Yon đánh ma, đánh gặp ma tộc mình. Nó cũng counter ma tộc mình cơ. Thế mới điên. Ui trôn của đẹp thế bạn. Trôn thế thì còn gì là người nữa hả bạn. Một yếu quá. Yon 1. Ôi trời ơi, Nacod trưởng làm việc hết luôn ạ. Ai trưởng con Nacod 2 nó ulti chết hết luôn ạ. Đỉnh sâu nhất nhất có thể rồi, vẫn thiếu một con. Lúc không đánh được. Đổ cho Yon, không có Yon mà đánh anh em ơi. Không có Yon 2 luôn. Justice reigns super knights to me. Đây phải đẩy thêm một chỗ góc nữa anh em ơi, đẩy thêm một chỗ nữa. Nó đi xa hẳn ra. The door to another dimension opens. Thêm quý sĩ cũng được em.
cái tiền anh em ơi. Phao rồi hết cái tiền. Em mình cứ roll ở level 8 thôi. Mình chả thích roll level 8 lắm, mình roll level 8 cũng buồn. Chịu không đánh được, không chịu nhiệt. Ôi, tiếc trận này mình cũng muốn đánh tia luôn. Mình con Leon. Mình ra tướng mà đánh. Tiền này. Tiền. Bây giờ đè góc này thì nó vẫn con Nagot nó vẫn ulti được vào con teo của mình này. Khá dở. Toàn Nagot giữa anh em ơi. Đế này được không nhỉ? Đế này con Nagot sẽ chui ở đây. Hơi liều mạng đấy. Hơi liều mạng đấy. Nhưng mà mình nghĩ có thể được. Thì con Nagot sẽ chui xa xa QC mình ra anh em. À chơi xa xa con teo mình ra. Teo mình sống được thêm. Hack lão rồi, hack lão rồi anh em ơi. Cầm nặng một lốc luôn, cầm nặng mà lốc bên kia lốc giờ cầm nặng 3C được, C quan trọng. Truy hồn nè, mới cần đấy. I will see my destiny to the end. Hay bắn ngang nhỉ, ngang một phát cũng được. Ô, đấy dí được vào đầu con cát. Ê, nhảy được, ok anh em ơi. Câu được giờ con Yon là được rồi. Thẳng mặt Yon đi, cố bắn thẳng mặt Yon đi. Tiêu teo con tim một phát thẳng mặt Yon đi. Một úp phương tị, ui, bắn được. Sephira chỗ quái nào không biết. Sephira quá. Trận này đen thế, không gặp Nagot nào, gặp đúng Yon này. Bây giờ mình gặp con John kia, John 3 rồi này. Nagot chui à? Nagot chui, thêm chui. John này gặp rồi, Nagot chui. Nagot sẽ gặp ở góc này thôi. Để nó xa nữa em. Để nó tít xuống đáy bên kia luôn. Quy xuống mà nó có à? Mà lốc nhảy được, ok. Do này mày là bới, do là bới. Xem sát tướng thì bỏ hai con này đi lấy PC lấy hai này. Em thêm sát tướng, không thêm thì thôi.
Sao có Sephira mà ăn thấy đâu nhỉ? Thật sự luôn. Sephira thì mình không tìm được ra nữa. Không đủ tiền anh em. Fuck. Mà sau nhé. Pass. Ê, con cắt nhảy được phát nữa này. Đừng choáng. Đừng choáng rồi. Má con già kia nó còn ulti choáng được con Malok mình nữa. Máy quá là trâu anh em ơi. Máy quá team mình là trâu. Con ba là không ăn thua, team mình chưa có con cắt. Phá chứ nhỉ? Phá lại phát đi yên tâm. I will see my destiny to the end. The flowers are cheering on my arrival. Don't you think it's a sign? Không biết con kia mà nó lại trốn mất con kia rồi. Thêm một tướng nữa mình thêm con Quincy nhá, không thì thôi. Maroc 3 carry này. Nè, Maroc 3 carry thôi. Chạy không có mana luôn này. Ai chửi trận đấu không có mana luôn. Cắt thì cố gắng lên 2 một phát để mình chơi. Ngó mà. Cát thì xuống giảm tốc đánh con kia. Bắt buộc phải đẩy từng này con mới đẩy được con Nakoth ra con kia anh em ơi. Bắt buộc. Bất khả kháng này. Mặc dù con Teo mình không ulti được luôn. Nhưng mà không sao cả. Cũng hơi sao đấy nhưng mà cũng không phải quá sao anh em ạ. Tao mình ulti lâu nhỉ. Trong hai đấu tốc đánh mình ulti lâu vãi. Nhưng mà mình vẫn phải như thế để mình có từng đấy slot để mình đẩy con Nakoth ra bên kia anh em. Hoặc không mình phải xếp kiểu láo láo một tí, nhưng mà xếp láo láo mình thấy rủi ro. Sách thánh nhá. Ui rồi ôi, chờ mãi em ơi. Chờ mãi được sách thánh này. Bây giờ còn một bạn mèo con này đúng không? Đây, bạn này như này. Mình sẽ bắn thẳng. Mèo con này sẽ bắn thẳng đi. Mèo con này bắn thẳng. Con cát có choi, kệ bạn con cát đấy đi. Nakoth đẩy. Nakoth đẩy chéo này đúng không? Phải đứng chéo này không? Đây, này, này. Đó, nên là có con đó, nó có chú bên kia. Cắt mình chưa đáy này rồi con Teo bắn được chéo góc. Mà con ulti không trúng con Teo này. Mà lốc nhảy này. Hai nhảy này. Con cát mình cần được kéo bên kia này. Không cần được, anh em cần con cát bên kia khỏe hơn ra. Choáng này. Ê. Ê mà chơi kiểu này láo cực. Chơi kiểu này láo vãi, chơi kiểu này mà bạn ấy để dịch con Nakoth sang một ô rồi là mình cút. Xếp hơi láo tí. Nhưng mà hay phết nhỉ. Cân não phết nhỉ. Dây cuối nhá. Đấy bạn ấy để xếp Nakoth này này, đấy, láo ngay. Láo mình ơi. Thế là mình bắt được con Teo, mình bắt gì, mình bắt Dirac à. Bắt Dirac thì không sợ anh em ơi. Phát đi rất không sợ. Mà lúc mình cân kèo là cái con Thane này, nhưng con Thane này sẽ sấy được khá điên đấy.
Tao mình không dám thẳng mặt với con Von Cát đâu, thẳng mặt với con Thane còn đỡ. Mà con Thane còn có cơ hội sống anh em ấy. Chơi này thôi. Đẩy góc bên này. Ê ê ê, Von Cát hai. Quên, không nhắc mình gì cả. May quá chưa chết con Teo mình. Teo mình vẫn sống, Teo mình sống được thì vẫn còn cơ hội. Một chút, má lốc nhảy một phát. Choáng đi em. Hai choáng đi em, hai choáng đi em. Đi luôn. Chưa cần Von Cát 2 anh em ơi, quả sẽ hỏi chưa cần đâu mà ấn. Quên ấn đi, đang bận nghĩ. Xui. 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 Vậy thôi anh em ơi, video này kết thúc rồi. Anh em thích video này hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.